Thành phố Hà Nội đang rà soát, tiếp nhận đăng ký tiêm vaccine phòng COVID-19 của người dân trong độ tuổi 18 đến 65 để chủ động triển khai chương trình tiêm chủng đại trà. Người dân Hà Nội có thể đăng ký tiêm vaccine phòng COVID-19 một cách dễ dàng thông qua ứng dụng sổ sức khỏe điện tử trên smartphone. Những người sử dụng thành thạo điện thoại thông minh được hướng dẫn các bước từ tải ứng dụng sổ sức khỏe điện tử, đăng ký tài khoản, điền thông tin cá nhân đến xác nhận đồng ý tiêm. Với những người không thành thạo, việc dùng điện thoại thông minh được tổ dân phố phát tờ khai, đồng thời hướng dẫn điền đầy đủ các thông tin cá nhân. Sau khi tiếp nhận các tờ khai này, cán bộ phường sẽ nhập lại thông tin của từng người đăng ký lên ứng dụng sổ sức khỏe điện tử. Với những người không thành thạo, việc dùng điện thoại thông minh được tổ dân phố phát tờ khai, đồng thời hướng dẫn điền đầy đủ các thông tin cá nhân. Sau khi tiếp nhận các tờ khai này, cán bộ phường sẽ nhập lại thông tin của từng người đăng ký lên ứng dụng sổ sức khỏe điện tử. Hiện thành phố Hà Nội đang xây dựng phương án chiến dịch tiêm vaccine phòng COVID-19 từ nay đến hết năm 2021 và sang đầu năm 2022 với mục tiêu phấn đấu 70% dân số Hà Nội được tiêm đủ 2 mũi vaccine.